Em Thắng chào cô chú bà con Tiếp tục em Thắng sẽ chia sẻ bà con chúng ta về giống măng cục thái ghép Nếu mà măng cục trước đây á Mà măng cục Việt Nam của chúng ta là những cái cây ươm từ hạt lên Chăm sóc tốt thì khoảng 8 tới 10 năm cây mấy cho trái Nó tốn một thời gian rất là lâu cho chúng ta Và hiện tại giống mới này măng cục thái ghép Đây khu vực ghép của nó đây là dây ni lông này bà con thì nó rút ngắn thời gian rất là nhiều còn khoảng hai năm rưỡi tới 3 năm là cây đã cho trái và cây thì nó lùng hơn cái giống cũ Việt Nam chúng ta rất là nhiều và bà con chúng ta cũng đang thắc mắc là ví dụ như cái cây mà nó cho trái sớm như vậy nó có chết sớm không Thắng ơi dạ em cũng chia sẻ thật luôn theo em suy si đoán bằng cái tư vi tư duy của mình thôi thì cái diện vậy cô chú nếu mà nó đã cho trái sớm thì em nghĩ nó sẽ chết sớm hơn cái cây hột Việt Nam chúng ta ví dụ như à, giống này đi một cây ăn được khoảng 50 năm đối với cây hột thì cây này nó chết sớm hơn 40 năm nó đi nhưng mà được cái gì trọng hai năm mấy ba năm nó cho trái rồi cô chú thì cái thời gian mình thu hoạch mình 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 gọi là có được cái đồng tiền có được đồng tiền lời nó nhanh hơn thì sau đó thời gian mình ăn đời người mình cũng đâu có nhiêu cô chú đúng không mình sẽ chuyển đổi cây khác em thấy nó vẫn ổn hơn là cái cây cũ nó chậm cho trái và chất lượng trái này nó ổn định hơn nữa ngày hôm nay quay ngoài chia sẻ bà con chúng ta vấn đề là trái nó ngon thứ hai nữa là sớm cho trái và có thể nó 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 nó, nó đi sớm cây hạt nhưng mà nó vẫn ok hơn là nó cho chúng ta thu hoạch sớm Bà vừa qua là hot trend là gỏi gà măng cục là vẫn còn nóng luôn coi cô chú. Cây này đợt này rất là đẹp luôn bà con ơi. Cây ghép gần như cây nào cũng có ra thập hết. Mình nhìn nè. Để gần quá em sợ mất nét. Thùng là thùng chậu đường. Lô này rất là nhiều nha. Cô chú chúng ta xem được clip này đang có dự định trồng măng cục thái ghép. Thì liên hệ em thắng ngay. Quá đẹp luôn cây nào cũng có thập đơn cô chú không phải cây có cây không nữa mấy lâu trước thì có cây đẹp cây xấu còn lâu này quá đẹp đặc biệt có một cây nè mua một được hai ghép lần hai cây luôn thấy chưa bà con quá dữ ha này là mua một được hai mua một tặng một mua chai kem đắng răng tặng cái bàn chải nè quá dữ luôn tất cả các cây đều là có thập hết cô chú ơi đẹp dữ dằn dữ dằn và anh luôn là khu vực ghép vô đây em thắng cũng thông báo giá luôn cho cô chú ta dễ mua nha thôi em không báo dịch vụ trước đi rồi không báo giá dịch vụ bên em cô chú biết rồi mua là một đền một trong vòng tháng đầu trường hợp cô chú chăm sóc tốt cây nó có chết đầu tiên thứ hai nữa cần cam kết về giống đúng em làm giấy tờ cam kết bà con hai cái điều quan trọng nhất khi mua cây giống em bảo hành cho bà con điều đó đã sống rồi thì phải đúng giống cho tôi là mấy ok giá giao đến nhà cho bà con 5 cây em bao ship dưới đó bà con trả phí ship 150 trăm năm một cây mua số lượng lớn từ 50 cây trở lên thương lượng lại giá báo bà con ha dịch vụ một đối một trong vòng tháng đầu cam kết đúng giống 5 cây bao ship dưới 5 cây trả phí ship trên 50 cây thương lượng là giá em mua bán dịch vụ rõ ràng chất lượng cây chất lượng quá cao rồi cô chú đúng không thấy không cây tất cả đều là có có thập dịch vụ rõ ràng chất lượng cao có cam kết bảo hành giá thông báo rồi bà con thấy phù hợp thì mình ủng hộ em còn không phù hợp mình có thể mua giống khác hoặc mình tìm shop khác phù hợp với mình mình đừng lệ lại những cái lời bình luận cay đắng giúp em nhiều khi nó không hay cho đôi bên ok cảm ơn cô chú máy bay see you kìa em <laughs>